tiệm mua. Ở đâu rồi? Cái này biết có không nha. Đi kiếm đi. Để giờ lên bãi ông Lan đúng không? Không có. Tao em nhậu trước là có. À đi. Bảo đưa cầm mấy đồ phụ cho tầm thùng viên. Mấy nhiều đồ đồ ăn nè. Đủ té chứ gì lên chứ sao? Có ba thằng á, mua tùm lum đi nè. Rồi, có ba người mà nó mang bằng này đồ. Rồi đi. Xuống bắt cá nữa thì bao giờ mới thì ăn bao giờ mới hết. Đây nè, đi qua đi nè. Đúng vậy đấy, để bắt cá còn mua cá mang theo. Rồi, anh em nhìn thấy nước trong chưa? Trên đây còn nhìn thấy cả cá luôn. Mình á, bên Thắng Phú Quốc. Rồi, để đồ ở đây, bây giờ xuống. Má súng này mà bắn vào người phát là được toi luôn. Cái này là chốt an toàn nha, bấm lên là bắn không được ha. À. Hạ xuống thì bắn ha. Ừ, nhưng bình thường thì bấm nó lên. Thì bình thường bấm lên. Rác xuống biển không quay luôn. Đó, bắn không được là chừng nào bắn bật này xuống là bắn. Cài dây luôn, cài dây luôn. Xuống dưới đi cài trời. Làm gì có cá.
nào không? Trái mày ơi. Hả? Từ ngưỡng trái hết chứ. Gọi trái thực sự luôn. Cái gọt gì nữa. Má tới ngồi mà ngồi nó hấp cao ngồi ngồi lật đi quay. Đũa này rồi má là khó ăn quá mày ơi. Chứ muốn ăn đũa sao nữa, bây giờ không có đũa không làm sao? Không có đũa. Ba người thì là xin ba đôi đi. Đụng má lâu bu quên, đi mua đồ nhiều. Trời ơi, để đây nè. Chết chóc tay rồi đâu. Mày đâu có hút cũng được nha. Vô, đâu vậy? Vô. Xuống lò đi. Hết đi, xuống lò luôn. Để gì nữa, để. Uống mà để. Đổ ra đây, đây đây, đây. Đổ nó ra đi rồi. Chờ cái miếng ở đây đổ mới tiêu. Mà nóng hổi luôn trời, để hồi nãy giờ là giữ hơi. Cái ủa cái này là cái gì đấy? Phá lấu. Phá lấu. Phải phá lấu cái gì? Xí mại đang chấm bánh mì mà. Xí mại. Mũi tiêu. Nó ngồi nướng cá nó đã làm lon rồi. Anh em mày xuống bắt cá chưa được lon nào. Khát nước mẹ. Đợi khát nước nữa. Còn cá sòng. Cá sòng nướng ngon lắm nha các bạn. Đổ đâu nè, đây phải không? Từ từ dịn lại coi dịn cái hộp. Cái món cá sòng rất là dễ tại vì nướng luộc thì cũng được tại vì nó không có tanh. Nó không tanh như một số loài cá này nó còn tanh này. Cũng được. Nhưng mà cá ê, kiếm quạt bỏ vô đàng hoàng. Ủa có rau luôn này. Tiêu có rau luôn này mọi người. Mọi người có biết là cái rau trại không? Rau trại hoặc là rau trại á. Ở miền Tây hay có đó thì ở đây nó có luôn này. Nhưng mà cái rau này đặc điểm là phải hái vào buổi sáng. Sáng sớm á, khoảng độ 7-8 giờ đổ lại thôi. Đó như cái đọt kia kìa. Đó. Như cái đọt đó đó. Thì nó còn non thì còn ăn được. Như cái này già rồi. Kìa. Lên trên đó kìa, đọt non lựng đó. Ừ, đọt non nhiều. Cái này chấm ngon quá trời. Trời có đồ đâu mà làm. Đó có xíu điểm nữa. Này, rau nhiều lắm. Rau nè, gói ăn. Gói chấm ăn. Hả? Ôi. Mà phá lấu chứ gì vậy? Mẹ mấy đọt non đó, xíu điểm nhúng anh rửa anh vũ không? Cái mấy cái có rau nè, này. Có rau rồi anh gói chấm. Đó, rau trại nha. Rau trại nè, thành phố bán khá là mắc này các bạn. Không rẻ đâu. Ở đây rau cỏ rất là nhiều nhưng mà mình có hái hay không á. Nếu mà đi hái ăn thì có khi là không phải tốn tiền mua rau. Nhiều lắm. Rau dại. Đi vào một số cái khu vực mà nó có nước nhiều. Mọc quá trời luôn. Thôi đi đây ngại lắm. Qua mấy xong đi vào đây mà giờ không biết có nhảy ra được không trời. Qua đi lối này sẽ yên tâm. Chạy tét háng thôi. Nè, khi nó mọc được lâu rồi là nó sẽ già. Không có qua được không ta? Đó mà có nhiều đồng thành mà để mối tiêu dữ. Đủ chưa đổ vừa không đổ hết trơn rồi thua. Ăn không được. Ai biết. Kìa lấy cái bọc hút ra lại cho. Cái gì? Mũi tiêu. Lấy bọc chút ra lại bớt đi. Để làm gì cứ để luôn đi, cứ làm luôn đi, xong thì giục đi chứ không dám mang về. Canh với rau á nè, mua rồi rửa rồi. Lấy ra xử. Cá chín rồi nè, lấy bọc chảy ra. Cá này chảy ra. Rồi, có rau có đồ luôn. Dùng biển. Đầy đủ tiện nghi mà.
dặn lại ngang đủ chim xa cá lặn. Chim xa cá lặn, rừng trên là rừng, dưới là biển. Các bạn thấy không khí có thú vị không? Có tuyệt vời không? Đâm vô cái đũa, đâm vô cái giữa nặng. À quên, chút mình chưa giới thiệu, đây là bãi Ông Lang. Thì bãi Ông Lang là một bãi lớn. Trong cái bãi lớn nó chia ra làm những cái bãi nhỏ. Ví dụ như là ở đây là một bãi, và xa xa kia, bông kia bông kia thì đó là mình có tắm ở trên mấy cái bãi trên kia kìa. Và vừa xong cũng vòng lên đó luôn, vừa xong vòng lộn lên đó, xong là điện thoại cho hai anh em này, thì hai anh em nói là vòng về bãi này ở đây. Thế là mình lại mất công vòng về. Trời ơi. Toàn đồ bếp không ấy chứ. Rồi chính rồi đó, xử đi. Lấy lời bia kìa. Lấy bia đi, tôi ngồi tôi nướng cá. Tôi xử. Lấy hai lon luôn anh Thắng. Dứt nó. Của em có rồi đây. Ok chưa? Rồi. Ok thì hết không ta? Hết thì cái thùng nào? Hết đem về. Có sợ gì đó. Nó thì quên. Rồi khui đi khui. Đây xin vài lon bia được. Ơi xin vài đôi đũa. Có hai đôi à? Gấp chung đi hai người, gấp chung tôi này nướng cá. Vô. Vô. Sức khỏe anh em. Rồi. Sức khỏe anh em. Đây là Bảo, còn em tên gì? Thành. Thành. Rồi. Thành thì mới biết, Bảo thì biết lâu rồi. Vô. Hết lâu. Là bữa nào là mình làm cái clip mà chuyên về ma cỏ rồi đó. Là giống như anh em có đi hay không? Tại vì tối mình có thời gian. Đủ. Ban ngày thì quá, rất là mà đặt lời là biết ma cỏ. Ban ngày thì không có thời gian, nhưng tối thì ok, chương trình gì cũng được. Chứ đây chính rồi nè. Đụng mẹ sợ ma mà đòi kêu nó là bíp la, bíp ba nè, hôn luôn. Vô chổng ngồi rút không, hô luôn á. Ê, hôm bữa đi bắt được nhiều ốc lắm nha, ốc cư á. Bữa bắt được nhiều lắm á. Vô nắng, xử ra. Ngon quay, ngon đấy. Ăn được á, hả? Cá ngon còn sao? Ngon. Ngon mà. Làm thử miếng ăn. Ừ, đũa. Bẻ, bẻ ra, bẻ đũa đây ra, trời ơi. Dễ mà. Dễ luôn đó. Ba người mà xin có hai đôi và khổ thiệt. Đụng máu quên. Nó tính quên, nó quên. Tính nó không ăn mà. Không có, tại quên. Mình dục trên đây nó lại khác. Dục xuống biển là bán nó quỷ của, tại biết sao không? Cái lon đó bán được cho mấy người lụm đồ mũ của gia trai ta đi gom á. Vô. Mời anh em nha, mời anh em à. Có dịp ra Phú Quốc thì liên hệ với anh em mình. Tại vì anh em mình rất là nắm được những cái bãi chơi hoang. Thì như anh em đang xem clip thì thấy đó, đi du lịch cái kiểu tiếp xúc với thiên nhiên gần gũi thì nó rất là vui, nó không có tốn kém nhiều, và nữa là cảm giác nó vui hơn là mình đi đến những cái nơi nhà hàng hay là những cái nơi mà người ta sắp xếp sẵn giống như resort đó, cảm giác nó gò bó lắm. Thì anh em muốn giao lưu thì cứ liên hệ với mình ở phần mô tả. Anh em mà đi vùng biển á, đa số đi biển thì gì muốn ăn cá là phải theo cách ăn cá của người ta. Người ta qua đây đâu? Kiên kỵ lắm. Như tỷ mà khê khê á, là người ta không có cho mình lên tàu hay là người ta không cho mình đi mé biển gì hết. Nó hơi khó lắm vùng biển. Vậy mình trước khi mình đi là phải học theo cách của người ta chỉ. Như tỷ mình muốn ăn cá thì phải không? Mình dẻ hết nục lưng này, dẻ nục lưng mình bên đây. Mình phải dẻ nục lưng bên đây á, mình phải tước cái thịt nó xuống hết. À. Là vậy nữa. Tước luôn xuống hết. Cái nào mình ăn thì mình là tước, còn cái nào không ăn thì mình bỏ. Nhưng mình mà tại sao người ta không lật ngược lại, người ta ăn cho nó dễ mà lại dùng cái xương này? Tại vì dùng ở đây người ta kỹ, ta kỹ con cái là lật cá, lật tàu. À. Lật ghe. Ra là vậy. Thôi là mình đi ra ngoài đây, ngoài biển mình chơi cái cục đá mình ngồi lật đá luôn. Không, đá nó lật có sụp đàng hoàng. Nó là mình phải kiên kỵ là nó vậy. Dùng biển người ta kỵ là kỵ mấy đó. Nhiều khi mình đi mình đi người ta không nói mà mình biết cách mình ăn để mình sống. Nhiều khi mấy vậy người... Vậy là nhiều khi mà nếu mà mình không quen cái văn hóa đó, nếu mà mình lên tàu mình ăn kiểu vậy có khi người ta đuổi xuống đúng không? Đuổi xuống, người ta la, mình không biết, người ta xin lỗi, người ta cũng vậy. Ta đắp cho bà lời cho mình lên liền. Tại vì tàu là sự nghiệp của người ta mà. Từ không cho mình lên liền. Hèn chi cái cách của người ta dùng biển đây sống đa số. Nướng cá mà mình nướng bình thường, mà để con cá á,
mình ăn là không bao giờ mình chở con cá là chở mình cái con gì hết. À, mình ăn từ trên xuống dưới luôn, muốn ăn nhai xương thì nhai luôn, cầu tì tì cái răng mình cứng mình nhai xương cũng được, tại vì nướng khô á mình chiên giòn cũng nhai được bộ xương chứ bộ. Răng em có nhai được không? Xương á trời ơi, hầm răng ông nội đâu như đá gì sao chứ. Con cá là xương chiên giòn là ăn là bình thường, nhai bình thường. Nó là gì? Mọi cách mà dùng biển của người ta là ăn gì? Rồi anh em có nghe thấy chưa? Có nghĩa là ở đây cái văn hóa của người ta ấy, là khi mà ăn cá đó, tức là ăn hết một mặt, tức giống như là con này này, đó, con này thì đang còn nguyên thì mình phải ăn hết mặt này, xong rồi mình mới lột cái xương lên giống như hai con này, đó, mình ăn tiếp cái mặt kia chứ mình không được đảo con cá lại. Không có lật con cá thôi. À, không được lật con cá lại, tại vì cái quan niệm của người ta là nếu mà lật con cá lại thì nó sẽ bị lật tàu, đó, tại vì đây là đất đảo, người ta đi tàu thuyền rất là nhiều nên người ta quan trọng cái chuyện tín ngưỡng nó. Đó, đó cũng là một cái văn hóa mà mình nên tiếp thu và để ý, đúng không? À, anh bên quản lý bảo vệ. Không, không. Mình đi ngắm anh.